Chào tất cả anh em nha. Nay mình lên con Cartier Oval, tình trạng là hàng đã qua sử dụng, không còn hộp nha, còn mỗi bật lửa thôi, còn khá là đẹp, khoảng tầm 95% á, mạ vàng vân kẽ sọc. Anh em mua hàng vui lòng xem thật kỹ video giúp mình nha. Bề mặt của nó thì nó sáng bóng, nước vàng còn sáng bóng lắm, chỉ có cấn nhẹ đầu kim mấy cái cạnh cạnh nè đó. Anh em mua hàng đây chỗ này nè, rất là nhẹ thôi nha. Nước vàng còn sáng đẹp lắm, rất là sáng nha, không có cấn móp gì đó, các cạnh này mà không có cấn móp. Trên đầu nó có cấn dăm nhẹ thôi. Các cạnh là đều đẹp, không có bị một cấn miếng nào hết á. Đích là sáng đẹp nha, không trầy xước gì, đích rất là sáng đẹp. Nên mình mở nắp này lên là mình bơm ga. Đây mình chỉnh ga lớn nhỏ ngay chỗ đây chút xíu, cái này thay đá luôn. Trong dàn đầu còn sáng đẹp lắm. Bánh xe cực bén, hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha. Anh em bấm vào đó có, mình để giá với đường link website có hình ảnh chi tiết. Rồi mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.